Một dự án khác cũng nằm trên đại lộ Võ Văn Kiệt đã liên tục gây chú ý trên thị trường trong những tháng gần đây, đó chính là Viva Riverside của Vietcombank. Khi mới đây chủ đầu tư quyết định công bố giá bán Block B với phương thức giao căn hộ thô nhằm giải quyết áp lực chi phí và đáp ứng sở thích tự trang trí của nhiều khách hàng hiện nay. Ngày 6 tháng 11, công ty Vietcombank vừa tổ chức lễ công bố giá Block B dự án Viva Riverside nằm ngay trên đường Võ Văn Kiệt, quận 6. Cụ thể với mức giá chỉ từ 21,5 triệu đến 30 triệu đồng một mét vuông với phương thức giao căn hộ thô. Bà Nguyễn Thị Phước, tổng giám đốc công ty Vietcombank cho biết, công ty nhắm đến là các cặp gia đình trẻ vì sử dụng phương thức giao căn hộ thô nhằm giải quyết áp lực cho phí và đáp ứng sở thích tự thiết kế căn hộ của nhiều khách hàng. Đáng chú ý là nhằm giúp các cặp đôi mua nhà dễ hơn, Vietcombank đã đưa chương trình hỗ trợ cho vay mua nhà trả góp 0% lãi suất, chỉ cần thanh toán 30% giá trị căn hộ là có thể nhận nhà. Trước đó, Vietcombank và Vietcombank đã ký gói tài trợ tín dụng lên đến 1.500 tỷ đồng, bao gồm dự án Viva Riverside. Theo đó, khách hàng mua căn hộ dự án sẽ được Vietcombank hỗ trợ vay đến 70% với lãi suất 0% và được ân hạn nợ gốc. Viva Riverside có tổng diện tích gần 7.500 m², với tổng số 567 căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, với diện tích các căn từ 50 đến 105 m². Dự án này nằm ngay tại đại lộ Võ Văn Kiệt, ngay trung tâm quận 6. Từ đây dọc theo đại lộ và các tuyến đường lân cận có thể kết nối dễ dàng đến trung tâm quận 5, trung tâm quận 1 và các quận khác chỉ từ 5 đến 15 phút. Đây cũng là khu vực đang có nhiều dự án hạ tầng hiện đại đang được chuẩn bị đầu tư như tuyến xe buýt nhanh BRT đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh, Canobus dọc theo kênh tàu Hủ Bến Nghé phục vụ đi lại và du lịch trên sông và một số công trình hạ tầng kết nối với khu Nam và khu Tây của thành phố Hồ Chí Minh.